này thiện hiện bản tánh của thánh đế khổ không buộc không mở bản tánh của thánh đế tập diệt đạo cũng không buộc không mở bản tánh của thánh đế khổ không buộc không mở thì chẳng phải là thánh đế khổ bản tánh của thánh đế tập diệt đạo không buộc không mở thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo vì sao vì thánh đế khổ tập diệt đạo chốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của tám giải thoát không buộc không mở bản tánh của tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ cũng không buộc không mở bản tánh của tám giải thoát không buộc không mở thì chẳng phải là tám giải thoát bản tánh của tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ cũng không buộc không mở thì chẳng phải là tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ vì sao vì tám giải thoát cho đến mười biến xứ rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của tất cả pháp môn đà la ni không buộc không mở bản tánh của tất cả pháp môn tam ma địa cũng không buộc không mở bản tánh của tất cả pháp môn đà la ni không buộc không mở thì chẳng phải là tất cả pháp môn đà la ni bản tánh của tất cả pháp môn tam ma địa không buộc không mở thì chẳng phải là tất cả pháp môn tam ma địa vì sao vì tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của bậc cực hỷ không buộc không mở bản tánh của bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân cũng không buộc không mở bản tánh của bậc cực hỷ không buộc không mở thì chẳng phải là bậc cực hỷ bản tánh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân không buộc không mở thì chẳng phải là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân vì sao vì bản tánh bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân rốt giáo thân. Thanh này thiện hiện bản tánh của năm loại mắt không buộc không mở bản tánh của sáu phép thần thông cũng không buộc không mở bản tánh của năm loại mắt không buộc không mở thì chẳng phải là năm loại mắt bản tánh của sáu phép thần thông không buộc không mở thì chẳng phải là sáu phép thần thông vì sao vì năm loại mắt sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của mười lực phật không buộc không mở bản tánh của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng cũng không buộc không mở bản tánh của mười lực phật không buộc không mở thì chẳng phải là mười lực phật bản tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng không buộc không mở thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng vì sao vì mười lực phật cho đến mười tám pháp phật bất cộng rốt giáo thanh tịnh